Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình mới về dành gửi em, dòng Coupe mang thương hiệu của Đức. Vâng, và với tầm giá dưới 7 triệu là cái chiếc xe rất là mới các bác nhé. Kích thước rất là mới, trên 90%. Dàn xe đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu chủ đạo là màu đen và màu xanh, rất là khỏe. Chiếc Coupe thì có màu xám bạc các bác nhé. Coupe này như các bác biết thì em đã giới thiệu ở những chiếc xe trước. Đây đây một thương hiệu đến từ Đức. Các bác có thể lên Google để search thêm về thương hiệu này, Coupe. Ngọc Yên và Yên Nguyên team của Coupe các bác nhé. Để lướt qua tổng thể xe. Xe tức rất là tốt. Tay nắm cao su nguyên zin của Coupe các bác. Trên đầu xe có biểu tượng logo của team của hãng. Bên trên thì xe được sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano Acera 9 tầng lít và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ thay đổi. Bộ phanh dầu thể lực của Shimano. Với dòng địa hình này thì các bác có thể đi những đường xấu, đường đồi núi rất là phù hợp và sóc, giảm sóc cho các bác thì đỡ bị đau tay với những khung đường xấu. Các bác có thể khóa vào, khóa sóc vào. Cái này thì sóc sẽ không đúng nữa. Này sóc sẽ mở ra. Rất là tiện dụng. Xe có máy ơ rất là cao cấp của Shimano. Bộ lốp, vành lốp là 26 nhân 2.10 các bác nhé. Cái lốp rất cơ bản của dòng địa hình, rất dễ dàng thay thế. Lốp Kenda. Đùi đĩa của Shimano. Gạp đĩa của Shimano Antut. Đề của Shimano Antut các bác nhé. Và nguyên bộ group của Shimano Antut. Đã quay bộ phanh dầu thể lực của xe. Đây là tay ơ sau của Shimano. Nip cũng của Shimano các bác nhé. Có tất cả bộ chuyển động của Shimano hết. Đồng bộ phanh dầu của Shimano đây, phanh rất là tốt, đĩa phanh mới các bác nhé. Đĩa sau, đĩa bên trong. Sẽ đo chiều cao xe đứng. Vâng, xe có chiều cao cũng đúng là 42 ngang. Ngang là 51 các bác nhé. Nó phù hợp các bác từ 1m67 trở xuống. Để đi vừa chiếc xe này. Hai trung bình.
cho 9 tầng lít và 3 đĩa lên lít. Lít của Shimano. Đĩa 3 tầng của Shimano các bác nhé. Rồi, kiểu nó rất là tốt. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Coupe đến từ thương hiệu của Đức, một chiếc dòng địa hình được sử dụng nguyên bộ cấu hình của Shimano Acera, và chiếc xe được bán tại đường em mức giá là 6.8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và những người chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.